đang thịt rắn nha. Thích tuổi đấy, đứt đuôi rồi, có mỗi cái đuôi là ngon đứt rồi. Đang nằm lông con rắn. Quang đấy, hết lông đấy, sạch phẩy còn gì nữa. Lột hết nước của nào rồi. Hết cái là hết. Hả? Hết. Đồng lột hết nước. Nhìn nó có loại cho mọi. Dạ. Dạ. Ôi. Quên. Ai cất đây nè. Từng tuổi đây nè. Không có tự cái một cái. Hết rồi, đừng lo đó nè. Lấy cái thủ lúc này nhắm thì nó như cái một tướng thì đi chứ. Nhắm tướng một cái tướng thì đi nó nhỉ, quái nó nhỉ. Mất rồi. Trông chẳng hay trò thành nha. Tay ăn à. Chẳng hay ăn. Tâm bộ khôn là khô thành. Khô thành. Khô thành chi. Cái này rồi, tao phải kia như là
Nó thật là chứ chắc cáo phải quang lắm chứ nữa. Chú đó. Nhìn ta rõ. Ừ, đúng rồi. Bố ta đi ngoe ta, ngoe ăn lúc ăn gì ạ? Thôi lá lần gì rồi. Nó lấy cái tướng nữa. Sao có chỗ đây nè. Đang chế biến thịt rắn nha. Tính ra bằng thừa rắn. Đây, có đi bị tật rồi ngay vượt đi nè. Vượt cái gì, vượt trong cái trắng rồi cái xuống đi. Chuyên mổ rắn. Ướp không? Chàng một la vòng đàn anh chầm một canh. Vòng đàn chầm một canh gì nhỉ? Con này. Ấy, con núc tuổi. Ôi trời. Đúng là lý đấy, chỉ hơi tướng bò. Đấy, thừa thừa tê. Nhiệm vụ thừa đó. Đầu tháng này về ông chạy ra cửa nó ra mà. Nó mình đi. Cứ còn dậu ăn. Còn nhiều. Thôi cả. Rồi chạy 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 ra sau đây 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 con này. Cái năm này lấy cái mày. Cái năm đi rồi. Cái dầu này vẫn lấy được đấy. Giờ này vẫn dán được đấy. Dán cá cứ. Chứ thì cho chi nhỉ nó cố xuống luôn. Dầu lạc, dầu vừng. Của anh quả. Của anh đây là màu ăn mà, nó thừa tế nhỉ, ngang như luôn. Cái này là của anh của hê, chỉ để người ta thêm quả. To, cái gì nhỉ, cái to của mình khổ. Mà là cú. Đôi bia là dạo đấy. Đấy mấy luôn hả? Đôi bia là hơn đi. Cái là nữa à? Ràng cái tăng. Con việc quay thế nào cũng vậy. Hả? Con việc quay. Con. Ngón tay gì? Tay gật lê ạ. Hả? Chào mà. Hả? Hành như thế thì con nhiều lắm nhỉ? Cô tăng ra YouTube đi. Ngón tay khi mà tôi thì đang có tiền lửa thì khỏe. Mặt này chứ. Thấy rồi. Bênh rồi. Gọi vào đi. Gọi vào đá này. Mình chừng không làm miếng đưa đau lưng. Mình chừng không máu. Gáo điện à? Gáo vàng. Gáo vàng. Ừ. Hôm qua tầm giờ này em ra đọc về, xong lúc về nào gặp túm luôn. Hết rồi, quên rồi không ạ? Nó mốc kia hiếm mình nhỉ? Nó mốc. Nó mốc toàn 2 3 phần một con. Nhưng mà hiếm mình nhỉ? Hiếm. Mọc bia khoa nó tủ ấy. Chết đi, chết. Chất hộ chú ấy. Đức ơi. Nó Đức nó đi xoay gì đâu ở ngoài vườn nghêu ngao ấy. Đức ơi. Vào đi. Hai chứ đó. Đánh thôi mà về ngủ hơi quả. Hai. Muộn rồi. Dạ. À chú cu không phát wifi cháu nữa à? Mày tắt thì khoa nó phát được ra mới bắt được chữ. Còn hai cái quay lại không ăn xong mới đăng. Xong có khi là bốc cái đấy. Ẩm cóc ạ. Ừ. Chặt hết vào cóc vậy. Không có ẩm pa ra. Cũng như là một hơi một. Đi từng người ăn một xong là quay từng người một của xong là mời anh em nhá. Rồi nhờ tôi bắt được. Thì bọn ấy ăn cái đéo gì cũng được mời em nhá.